nằm ven quốc lộ 32C trên địa phận phường Tân Phú, cách không xa khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì. Khu du lịch sinh thái mang tên Đền Hùng Budapest khánh thành giai đoạn 1 và đã đi vào hoạt động. Khu du lịch sinh thái do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ du lịch Hoàng Vũ đầu tư, khởi công từ ngày 22 tháng 2 năm 2010. Đến nay, giai đoạn đầu của dự án bao gồm các hạng mục cà phê, phòng hát karaoke giải trí, hotel, nhà hàng ẩm thực đã được hoàn thành. Tuấn, giám đốc công ty, người con của quê hương Phú Thọ, là người khởi xướng ý tưởng và bắt tay thực hiện dự án khu du lịch sinh thái. Tốt nghiệp kỹ sư chế tạo máy tại thủ đô Budapest, Hungary và sau 27 năm công tác tại nước bạn, ông Nguyễn Văn Tuấn trở về và lựa chọn mảnh đất vô hùng quê hương mình làm bến đỗ đầu tư. Mang tên Đền Hùng Budapest, khu du lịch sinh thái xây dựng trên phong cách kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống vừa đằm thắm sâu sắc và văn hóa châu Âu vừa hiện đại vừa tinh tế. Khu du lịch sinh thái thực sự là một góc trời Âu trên quê hương đất tổ. Toàn bộ dự án khu sinh thái xây dựng trên diện tích 14.000 m², giai đoạn đầu đưa vào sử dụng các hạng mục phục vụ nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí và ẩm thực. Nằm cách không xa trung tâm thành phố Việt Trì, trung tâm lễ hội Đền Hùng, khu du lịch sinh thái Đền Hùng Budapest thực sự là điểm lựa chọn lý tưởng cho những buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, tổ chức hội nghị, hội thảo, đám cưới, thư giãn hay picnic cuối tuần sau những ngày làm việc căng thẳng, hay là điểm dừng chân nghỉ ngơi của du khách trong những chuyến hành hương trở về đất tổ. Với không gian mở liên hoàn, vừa hiện đại, vừa gần gũi với thiên nhiên, khu sinh thái Đền Hùng Budapest đủ phục vụ các đoàn khách lên tới 500 người. Thực hiện phương châm phục vụ, văn hóa, chất lượng, giá cả hợp lý, các dịch vụ tại khu du lịch sinh thái Đền Hùng Budapest đều đảm bảo tốt với tất cả, từ khách hàng bình dân tới khách hàng hạng VIP. Nơi đây quy tụ những đầu bếp hàng đầu, chuyên biệt từng lĩnh vực như đồ hải sản, đồ rừng, ẩm thực châu Âu và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, phục vụ chuyên nghiệp. Quy trình chế biến được kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ, từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đến chế biến, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm. Cà phê giải trí mang đậm phong cách châu Âu. Không gian yên tĩnh trong một chút riêng tư. Đền Hùng Budapest khoe màu rực rỡ, lung linh về đêm, bên ánh lửa trại bập bùng sẽ đem lại cho quý khách cảm xúc trở lại thời thơ ấu ngay trên vùng đất tổ linh thiêng. Khu du lịch tiếp tục với các hạng mục xây dựng vườn sinh vật cảnh, hồ câu trên núi, khách sạn Budapest với tổng giá trị đầu tư lên tới 25 tỷ đồng. Ngay từ bây giờ, khu du lịch sinh thái Đền Hùng Budapest đã là điểm đến thú vị không thể bỏ qua của du khách. Đền Hùng Budapest, một điểm sáng, một góc trời Âu trên quê hương đất tổ vua Hùng.